chương thứ 16. Ngày Sa-bát qua rồi, Marie Madeleine, Marie mẹ Gia-cơ cùng Salome mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Giê-xu. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ nói cùng nhau rằng, ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta? Khi nhìn xem, thấy hòn đá đã lăn ra rồi, vả hòn đá lớn lắm. Đoạn, họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu mặc áo dài trắng, thì thất kinh. Nhưng người nói cùng họ rằng, đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu Nazareth là đấng đã chịu đóng đinh. Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây, hãy xem nơi đã táng xác Ngài. Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng, Ngài đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó, như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy. Các bà ấy ra khỏi mồ, trốn đi vì run sợ sửng sốt, chẳng dám nói cùng ai hết, bởi kinh khiếp lắm. Vả Đức Chúa Giê-xu đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Marie Madeleine là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỷ dữ. Người đi đem tin cho những kẻ theo Ngài khi trước và nay đang tan chế khóc lóc. Nhưng các người ấy vừa nghe nói Ngài sống và người từng thấy Ngài thì không tin. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu lấy hình khác hiện ra cho hai người trong bọn môn đồ đang đi đường về nhà quê. Hai người này đi báo tin cho các môn đồ khác, nhưng ai nấy cũng không tin. Sau nữa, Ngài hiện ra cho 11 sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy rồi thì được đem lên trời ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.